À, cốt bây giờ thí dụ gì nó 300 triệu mà vì hoàn cảnh thì cũng rất là khó khăn, cũng không bao giờ có, nhưng mà bây giờ người ta trả 1 tỷ gì bán không? Không nha chú, 1 tỷ không bán luôn. ra ngoài mộ Dạ. mà có khi quá mũi thì có vô, còn ban Đi ngày á là nắng quá nắng rồi nằm cháy lông luôn vậy đó. mỗi ngày nằm cháy lông luôn. Rồi nắng quá chịu không nổi là vô vô Rồi. lát chạy ra, Chạy chạy ra. ra cũng nằm, mà miếng mưa mưa lớn dữ lắm mới vô, còn mưa gỉ gã cũng vẫn nằm ngoài luôn, Đều nằm suốt là luôn. rất là hy hữu ha, một cái câu chuyện đẹp quý vị thấy ha. Một con vật là rất trung thành đó quý vị, nói chung là loài chó là trung thành, dù mà cái người chủ mà thí dụ đi đây xa 5-10 năm nhưng mà con chó vẫn mừng nha, nó cái điều tuyệt vời là như vậy đó quý vị. Xin chào và cảm ơn quý vị khán giả đang xem và theo dõi trên kênh Sĩ Ngân TV. Thì hôm nay mình đang ở tỉnh Long An quý vị. À, đây là nơi một cái vùng quê rất là hẻo lánh. Mình đến đây mình quay hoàn cảnh của một cháu bé không may bị tai nạn đuối nước, nhưng mà chú cái điều hy hữu là chú chó rất là trung thành quý vị, cũng là làm xôn xao cộng đồng. Chú chó này rất là trung thành với chủ, chú chó này đi ra mộ là cháu bé này giữ đúng 6 năm quý vị. Hiện tại giờ cái ngôi mộ đang di dời cũng vào gần trong nhà, nhưng mà chú chó dẫn đến để giữ mộ. Thì câu chuyện thực hư như thế nào mời quý vị xem qua màn ảnh nhỏ lớp vô. Thì mình gặp cô, thì hôm nay mình trò chuyện với cô để cô kể lại sự việc câu chuyện như thế nào nha quý vị. Dạ con chào cô ạ. Dạ, cô thứ mấy rồi cô? Cô thứ Út. Cô Thuốc, con chào Cốt ạ. Ừ. Thì cái câu chuyện đó con cũng thấy cộng đồng mạng cũng rất là xôn xao. Cái sự việc mà cháu của cô á, mắt đó do tai nạn, thì cái câu chuyện rất là đẹp là cái chú chó Mino mà trung thành mà ra mộ, mà nằm giữ mộ 6 năm trời. Thì cô có kể lại sự việc cho bà con trong và ngoài nước hiểu không? Dạ, cũng như đầu tiên là cháu nội tôi là mới có 12 tháng cũng như tuổi đó. Dạ. Rồi cái có xin con Mino đem về. Dạ. Đem về cũng như tắm rửa sạch sẽ rồi bẻ hai răng nhọn nó đó. Dạ. Rồi để cho nó chơi với bé Kiệt. Dạ. Rồi chơi với bé Kiệt thì như là hai năm rồi là bé Kiệt mới té xong chết. Dạ. Chết thì chôn bé Kiệt 3 ngày. Dạ. Thì Mino nó ra nằm mộ luôn. Dạ. Nằm mộ thì tôi cũng sợ là có chuyện gì không, rồi tôi cũng la rồi cũng quýnh cho nó vô vậy đó. Dạ. Rồi vậy rồi từ từ đó nó cũng không có chịu luôn, rồi nó ở luôn, rồi tôi cũng để luôn chứ giờ đâu có ấy được. Là như là cháu nội tôi chết là 3 bữa là Mino nằm luôn, tới nay là 6 năm rồi đó. 6 năm luôn. 6 năm. À, đây ra tới cái mộ của cháu bé đó sao lúc dạ, trước á? Lúc trước là ở đó chừng khoảng 50 mét. 50 mét. Rồi dạ. Nay giờ trở vô cũng 50 mét. Dạ. Giờ vô nhà luôn. Dạ, dạ. À, nhưng mà con hỏi gì nói gì thứ mấy? Dì Út. Dì Út. Lúc mà bé ở đây nè bị tai nạn thì chôn ở ngoài, mà cái chú chó là ra ngoài là giữ mộ xuyên suốt luôn, rồi chỉ có giờ cơm là mà đi vô đây, hay là giờ cơm mình đem ra ngoài cho chú Mino giờ luôn? Giờ cơm thì vô rồi. Ăn rồi như tối á. Dạ. Thì ra ngoài mộ. Dạ. Mà có khi quá mũi thì có vô, còn ban đi ngày á là nắng quá nắng rồi nằm cháy lông luôn vậy đó. Ban ngày nằm cháy lông luôn. Rồi nắng quá chịu không nổi là vô vô rồi. Lát chạy ra. Chạy ra cũng nằm, mà miếng mưa mưa lớn dữ lắm mà vô, còn mưa gỉ gã cũng vẫn nằm ngoài luôn, nằm suốt luôn, nằm suốt mà luôn. Lúc đó cái mộ là không có che gì luôn, không có che gì hết. Dạ. Rồi sau tôi thấy quá nắng rồi tôi mới che được 3 cọng tàu dừa. Dạ. Rồi cho nó nằm đó, rồi thấy mấy chú cũng quay lên đó, rồi thấy vậy cũng cho được số tiền cái mua cái toan đồ đó làm. Dạ. Cái mé che cho nó. Dạ. Rồi che xong rồi thì tới bác nó lên giường đó. Dạ. Rồi múc mộ cháu vô thì dời luôn mé trái rồi dời mộ của bác Kiệt vô nhà luôn. Mà cái chú Mino này dẫn theo. Dạ, vô nhà dẫn theo vô nhà đó là cũng có lên hồi dời mộ là Mino dẫn lên mộ luôn, lên cái mộ của bé Kiệt rồi cô bé cẩu lên luôn, nằm ở trên cái mộ luôn. Đúng rồi, rồi cẩu lên xa quá cao quá rồi mấy 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 đi xuống.
Vậy đó hả? Sợ quá rồi cái nó bay xuống. Bay xuống xong rồi vô này là đem bé Kiệt vô rồi là chiều tối là ra nằm đó. Người nằm suốt nữa. Quý vị thấy một cái câu chuyện đẹp quý vị. Một chú chó quý vị thấy không? Rất là trung thành. Thật ra mình nói ví von chứ sợ trung thành hơn cái con người luôn. Đúng rồi. Tôi nói với mấy chú là như là tôi rồi cha mẹ nó. Dạ. Tôi là bà nội nhưng mà cha mẹ nó cũng vậy. Dạ. Thương con thương cháu thiệt nhưng mà dạ. Chôn rồi mình cũng đâu có ra vô. Dạ. Mà nhưng nó là nằm xuyên suốt, nắng dạ. Mưa gì cũng vẫn nằm. Dạ. Nên thử là cỡ nào cỡ rửa hõm dài cũng như là mấy chú kia cũng hỏi. Thí dụ như Mino mình ta ngã giá 300 triệu. Ừ. Mà cô Út có bán không nói không? Bây giờ tôi cũng có dành phần cho Mino. Dạ. Là sau này nếu Mino nó già nó chết đó, thì cũng chôn xác đứa Kiệt đó luôn. Rất là cảm động luôn. Quý vị mình đến thăm và hỏi cái vấn đề của cháu Kiệt và đến thăm hoàn cảnh của cô Út đây, dì Út ở đây. Dạ. Thì hoàn cảnh thì quý vị thấy cũng không được giàu có quý vị. Dạ. Nhưng mà chú Mino này là bà con ngã giá 300 triệu mà cô không bán. Không bán tại mình nghĩ một cái là mình làm ông làm bà làm cha làm mẹ không có gần gũi cháu mình như con Mino. Dạ. Nó giờ cứ nằm chuyên suốt rồi thôi giờ kệ nó tới ngày nó chết thì mình chôn với cháu mình thôi. Dạ. Nhưng tôi thiệt mấy chú nghèo thiệt không gạo ăn. Cho nên dòng ở đây sớm sớm là lâu lâu rồi cô bác người ta gửi cho gạo cho ấy đồ ăn. Dạ. Nhưng cô cũng bị té hả? Dạ. Rồi bên não nè. Dạ. Rồi cũng như giờ đi đứng không được nhiều rồi không bằng gì được. Còn ổng thì bị mổ mắt rồi giờ không thấy đường. Dạ. Giờ vợ chồng già vậy còn cha mẹ của bé Kiệt á thì mẹ nó đây. Dạ. Đó. Rồi em. Đây là mẹ của cháu Kinh là mẹ của Kiệt á. Dạ. Dạ. Là mẹ của bé Kiệt đó. Dạ. Rồi là có em bé Kiệt đó rồi giờ cũng nghèo khổ cha nó giờ đi mần mướn. Dạ. Mẹ nó thì mới có sanh 2 tháng đó mà giờ cũng lội đi mò ốc bằng bán rồi, mua sữa mua ấy rồi cho quý vị thấy một hoàn cảnh rất là khó khăn nào quý vị. Dạ, đây là mẹ của cháu Kiệt. Lúc trước cháu Kiệt sống có thân thiết với Mino nhiều lắm không con? Cũng như là hồi bé Kiệt ấy đó là xin Mino về là Mino bé Kiệt với Mino chơi suốt luôn vui rồi cả ngày ha. Đúng rồi, bởi vì là cũng như làm cái cửa cái gì cái vòng vậy đó. Yeah. Rồi cái nó chơi với Mino luôn vậy đó. Làm cái vòng chơi với Mino luôn. Chơi rồi nó với Mino vậy đó rồi tới chừng giờ ngủ thì nó lên võng nó ngủ Mino nằm dưới vậy đó. Thằng luôn. Rồi đó. Rồi tới mà bé Kiệt chết mình không ngờ là nó thân cỡ nó ra dưỡng mộ vậy. Những mẫu chi suốt luôn. Một cái chuyện rất cảm động. Đầu tiên á là cô cũng thử nha. Yeah. Rồi là như là cúng sữa, cúng bánh cho bé Kiệt ở mộ là ra nằm đó giữ chứ không ăn không uống, không tha đâu hết. Không tha luôn. Không mà không ở trong này miếng cho một cái bánh này là hạt sữa gì là thử nó là nó tha ngay ra mộ bé Kiệt nó để ngoài. Quý vị rất là tuyệt vời quý vị, một câu chuyện là mình không thể tưởng tượng nổi luôn. Bánh để ở đây thì tha đem ra ngoài mộ của bé Kiệt. Còn mà mộ ngoài cúng bánh trái để trên mộ là không bao giờ ăn. Không bao giờ ăn là nằm trên ngôi mộ rồi hai cái tay để giày. Rồi cái mỏ thì để đó xuống dòm xuống đó đó chứ không ăn. Quý vị nghe Dĩ Út kể không là nắng dữ lắm mà tới trái lòng quý vị nắng thì chạy vô nhà một tí rồi thì cũng đi ra mộ nằm tiếp chờ mưa mà thí dụ có mưa mà á, thì mới chạy vô nhà. Còn mà mưa gỉ gã là vẫn nằm ở ngoài luôn. Dạ. Rồi cô cho con hỏi như trải qua nhiều năm như vậy rồi cái chân tình của chú chó này đối với cháu Kiệt đó vẫn còn như xưa con như là ra giữ mộ thường xuyên vậy. Dạ đó. Cũng còn như xưa ha. Dạ. Hàng chia từ nãy giờ Dĩ Út nói đó. Tuy nhà Dĩ Út thì cũng rất là không có giàu có, rất là khó khăn quý vị. Thì cũng đang làm hạt điều, tí mình sẽ lại quay hạt điều cho quý vị. Hạt điều gì làm được nhiêu ký Dĩ Út? 5.000 ký con ơi. 5.000 ký ngày gì làm được mấy ngày ký? Ngày làm chắc cỡ 2-3 ký. Quý vị có mười mấy ngàn. Thì quý vị thấy nhà cũng là nhiều thành viên ha. Bao nhiêu thành viên gia đình Dĩ Út? 9 người đó. 9 người mà hiện tại vì 9 người mà ngày làm chỉ có là 2-3 ký hạt điều quý vị. Nhưng mà cái điều Dĩ Út rất là thương chú Mino này. Người ta trả 300 triệu nếu mà một cái hoàn cảnh mà gặp ở gia đình khác người ta bán, đúng không? Bán để mình lấy tiền đó mình xây sở trong cuộc sống. Nhưng mà Dĩ Út ở đây tuy là nghèo nhưng mà vẫn giữ lại chú chó Mino và chừa một cái miếng đất nhỏ. Khi mà chú Mino này già mà mắt đó, chết đó, thì cũng chôn cạnh bé Kẹt. Quý vị thấy rất là chuyện là rất là hy hữu.
Dì có thể dẫn con qua để xem mấy cái hạt điều dì làm không ạ? Dạ. Cuộc sống của dì Út thì hàng ngày làm hạt điều nè quý vị. Một ký thì cô có kể là 5.000 hả cô? 5.000 ký về ngày cô làm được 3 ký hả? Ngày 2 ký, 3 ký có vậy đó vậy. Với số tiền ít đổi vậy chỉ kiếm được là nước đá thôi cô chú. Tiền điện trong gia đình mà chi nhà chính nhân khẩu quý vị. Con ơi. À, bị gì? À, hoàn cảnh con cháu bây giờ mình nghèo thì giờ phải chịu già vậy chứ. Dạ. Cô cũng đi cô cũng té đó. Dạ. Rồi giờ cũng như là đi mằng không được nữa, vô giò cảnh thì nó sụi bên rồi cái đầu thì bị chấn thương não đó. Dạ. Thì quá khổ rồi. Quá khổ rồi. Dạ. Làm phải rất là tỉ mỉ người ta mới nhận với chúng chị. Đúng rồi. Không làm phải kỹ chứ không kỹ cũng không được mà miếng. Miếng mắt đó là phải đền. Dạ mắt đền nữa hả gì? Mắt đền 1 ký là 200 mấy đó. Dạ. Đúng rồi. À, hộp đào này theo mình làm là hao quý vị mình ăn để nó béo rất là ngon. Đâu lại đây nói béo nè. À, đây nè, đó em có bé Kiệt đó. Dạ. Em trai bé Kiệt đó. Em trai của bé Kiệt qua đời đó chúng chị. Là mộ của bé Kiệt nè quý vị. Sáng thì chú chó này đã giữ mộ cho đến bây giờ cũng là gần 10 giờ chắc 10 giờ ha. Là giữ 6 năm trời luôn hả cô? Trời đó. Thời gian trải qua là 6 năm trời mà chú chó vẫn còn lòng trung thành với chủ. Cô chủ nha. Năm vậy nè, trái lông đỏ vậy nè. Rồi trái lông luôn hả Dũng? Dạ, rồi nay cũng như che mấy tre này giờ nằm đỏ rồi nè. Dạ. Cái rụng ba cái lông đỏ chứ nè, có nền. Milo. Có lông tên nó Milo. Nằm dính luôn vậy. Dạ. Tội nghiệp hết sức rồi, trời mưa cũng nằm suốt trên mộ vậy luôn. Lúc mà móc cái mộ thì con có thấy anh em kêu quay đó. Dạ. Móc mộ lên là vẫn nằm trên mộ luôn. Vẫn nằm trên mộ, cậu lên từ ngoài đó vô đây. Dạ. Từ ở ngoài vô đây từ là... Đó. Dạ. Rồi cái đi ngang qua, rồi đi vòng vô đây. Dạ. Mình quay ở nhiều góc cạnh quý vị. Quý vị thấy nè. Đó. Một cái điều là rất là... thì hữu ha, một cái câu chuyện đẹp quý vị thấy một con vật là rất trung thành đó quý vị. Nói chung là loài chó là trung thành dù mà cái người chủ mà thí dụ đi đây xa 5-10 năm nhưng mà con chó vẫn mừng nha. Nó cái điều tuyệt vời là như vậy đó quý vị. Trong các loài thú thì là con chó và con khỉ chứ quý vị. Nó có linh cảm với con người là rất là nhiều. Có thể là hoạt động tay chân, có thể là hiểu biết rất là nhiều với con chó. Lúc cháu Kiệt này mắc lúc đó mấy tuổi rồi gì không? Mới có 2 tuổi nè con. 2 tuổi. Là lúc đó là xin chú chó này về là khoảng cỡ năm chưa? Chắc cũng được gần năm gì à. Dạ. Gần năm rồi Kiệt mới chết á. Dạ. Mà đó xin Mino này nó nhỏ xíu à. Dạ, vậy hả? Dạ, nó đẹp nát bằng cơm dầu vậy nè. Dạ, đẹp nát hả? Ừ, mà ai cũng chê trơn á. Dạ. Xin chi mà về có chút xíu. Rồi cái ông nội ra kệ xin về tắm rửa sạch sẽ cho nó chơi với bác Kiệt. Thì vậy rồi bỏ chơi vậy rồi tới chơi chắc Kiệt té dưới nước chết đó rồi. Mình cũng không ngờ là nó đi ra mà nó trung thành với bác Kiệt vậy, chơi với bác Kiệt. Có 1 năm mà bác Kiệt chết rồi. Đi theo mộ bác Kiệt này 6 năm trời, bác. Dạ. Kiệt chết này 6 năm. À, cô Út, bây giờ thí dụ gì nó 300 triệu mà vì hoàn cảnh thì cũng rất là khó khăn, cũng không bao giờ có. Nhưng mà bây giờ người ta trả 1 tỷ gì bán không? Không nha chú ơi. 1 tỷ không bán luôn, quý vị thấy không? Nghèo thì mình nghèo nhưng là nghèo lâu dài. Dạ. Nhưng là có khi cô bác ta thương hoặc hoàn cảnh của mình, có khi ông bà cho mình mua giấy số chúng. Dạ. Hơn nữa. Cho nên giờ nó vậy đó chứ đó cũng dành phần mộ đó đó. Dạ, đây là đó, là, đó, là, đó, dành đó. Sau này cũng dành một phần mộ đó, cho đó. Chú Mino này chú chị già đó. Sau này già là nằm kế bé Kiệt. Dạ. Đó. Nằm kế luôn. Bán bây giờ dược nó 1 tỷ là cũng không bán quý vị. Rất là tốt. Đây, thấy nó trung thành với cháu nội mình rồi giờ mình nghèo khổ cỡ nào cũng vậy mấy chú ơi. Dạ. Để sau này Mino nó có qua đời cho nó nằm kế bé Kiệt đó. Dạ. Đây là một cái cháu Kiệt. Ừ. Đây là nói chung là một cái điều hi hữu độc lạ nhất ở miền Tây Nam Bộ quý vị. Một chú chó trung thành với chủ nhân nè quý vị. Nó là hồi đó là bánh là nó tha. Dạ. Ra để mộ đầu mộ. Dạ. Bé Kiệt vậy nè, mà hồi lúc đầu mộ bé Kiệt bệnh. Dạ. Bên này cũng vậy, cúng là miếng cúng bé Kiệt cơm hay gì là đó cũng như nó lên nó nằm vậy đó. Dạ. Nằm vậy là nó dòm đây là nó giữ đó chứ không có cho con gì quá tới. Dạ hả? Ai tới được hết tới. Không ai tới được luôn.
giữ vậy đó, nằm giữ vậy đó, chừng nào thằng này ra bưng cơm vô thôi, chứ còn nó là nằm suốt luôn vậy đó. Con thì đến đây thì hôm nay đến tìm hiểu về chỉ chú chó Mino này. Dạ. Thì con cũng cảm ơn vì Út cũng chia sẻ với cho anh em tụi con. Dạ. Thôi bây giờ anh em mình vô nhà ha lấy. Thì công lý thôi, mời Út vô nhà Út. Dạ. Nè quý vị nè, quẩy đuôi nè quý vị. Dạ, rất là dễ thương. Đó, quý vị thấy không? Chú Út hả? Hiền, rất là hiền luôn ha. Dạ. Đây là chú Mino chó cái nha quý vị. Cái. Là từ 6 giờ sáng mà Mino nằm tới bây giờ chưa, là khoảng 10 giờ 11 giờ. Thì hôm nay mình đến đây mình nói cái sách mắt cái chứng nha quý vị. Từ nằm từ 6 giờ sáng tới giờ luôn nè. Giờ này khoảng cỡ 11 giờ. 11 giờ không? Thì có thể gọi là chuyện độc lạ luôn. Ừ. Thì giờ có chuyện này xảy ra của chúng chị. Một chú chó mà nó thể giữ 1 đến 6 năm gì vậy. Ngày 24 tiếng. Chỉ có giờ ăn là vô nhà ăn thôi. Mưa nhỏ thì cũng ở ngoài mộ luôn à, còn mưa lớn mới chơi vô. Vô rồi tạnh mưa cũng chạy ra. Lúc đó là mộ cháu Kiệt cách đây khoảng cỡ 100m. Theo dì Út chia sẻ quý vị này. Đâu dì Út vô nhà thử rồi dì Út chạy theo không. Đó, đó, đó. Đúng không? Ừ. Dạ. Chết đó. Dạ. Là mưa dữ lắm, cô dạ. Nghèo dữ lắm, cô cái nhà cô sập rồi cô mới che ni lông vậy nè, rồi dạ. sập xuống rồi lúc chết mới kiệt dớt lên tận mới kiệt đó là cái nhà cô là sập rồi, dạ. Còn có nằm mấy trái mà mưa dữ lắm, mưa rồi mấy chú ở trong xã ra mới thấy hoàn cảnh cô mà mưa đổ dột vậy đó, dạ. Rồi cũng ra để cho cái nhà đặng mà cất lại để ở. Yeah. Rồi tới sau rồi cô sập rồi mấy ổng là chưa có nguồn về. Yeah. Rồi cô mới chạy đi hỏi mấy chục triệu lợp cái nhà lại nè. Đây nhà cũng Vũ cũng mới cắt mà quý vị, bằng cây bạch đàn quý vị, mình thấy giờ đó cũng cây hơn một này, nhà đất nha quý vị. À, quý vị đây là chỉ đổ xi măng thôi. À, quý vị thấy cô mấy chạy đi hỏi đó thì giờ như tiền còn mắc nợ mấy chục triệu. Vũ Út chơi còn mắc nợ hả Vũ Út? Còn con nè quý vị nhà đất nè. Vậy chứ giờ cũng chưa có cho. Dạ. Bây giờ tới nay là cô cất cái nhà từ hồi như bác Kiệt mất mấy tháng đó là cô làm lại rồi đó, nay cũng 6 năm rồi. Mình có sống nghèo vậy không? Rồi từ hôm cô té tới nay đó là mới cho cô được cận nghèo. Dạ. Cận nghèo thôi chứ chưa được nghèo. Chứ chưa được không nghèo. Cô, dạ. Cô hàng tháng cô có lãnh được mấy trăm ngàn không? Có lãnh được. Dạ. Dạ. Thì hôm nay thì con đến đây thì thăm hoàn cảnh dì Út và tìm hiểu về cái chú chó Mino này. Dạ. Thì đây là quý vị thấy không, mình nói có sách mách có chứng. Thì quý vị thấy một điều hi hữu, giấc này chú chó vẫn còn nằm ở ngoài mộ quý vị. Thì hồi nãy mình tâm sự với bà nội của bé Kiệt quý vị và chú chó Mino. Thì giờ đây mình sẽ qua mình hỏi đây là mẹ ruột của bé Kiệt quý vị, không ai bị tai nạn chết đuối đó. Anh chào em gái ạ. Dạ, anh chào em. Em tên gì? Dạ em tên Ché. À thì cái câu chuyện mà đẹp đó về cái chú chó Mino và bé Kiệt thì em cảm nhận như thế nào? Em tên Ché hả? Dạ. À em cảm nhận như thế nào, thấy chú chó quá trung thành. Nhưng mà hồi nãy thì anh hỏi mẹ em là bây giờ cô dì Út nói 1 tỷ giờ cô cũng không quán nữa. Thì em thấy một cái điều rất là hi hữu, chú chó này rất là trung thành. Lúc mà bé Kiệt mắt đó chỉ là bằng ngày là ra là nằm, bằng đêm mới vô ngủ ha. Dạ. Mưa gió. Chỉ là như lúc mũi quá mới vô thôi. Mũi dữ lắm mới vô luôn ha. Dạ. Mưa gió cũng nằm ở ngoài luôn. Dạ, mưa gió như gió lớn, như mưa lớn với gió nhiều quá như là nó mới chạy vô, chứ lâm gam thì cũng vẫn nằm ở ngoài đó. Quý vị thấy một cái câu chuyện đẹp quý vị, người ta nói là trên đời này ha là trung thành nhất ha, là con chó quý vị. Con người mình chứ chưa chắc gì trung thành bằng con chó. Anh cảm ơn em nha. Dạ. Kiệt là cháu đầu lòng hả? Dạ, cháu kế lớn nha. Con gái thứ hai ha. Thứ hai là em gái, cháu gái. Tới bé Kiệt mới tới bé này, bé Đăng với mới bé mới chào đời ha. Trẻ có 4 người con, là cháu Kiệt là người thứ kế. Thứ ba. Rồi, đã qua đời. Đây là chị hai của bé Kiệt, rồi tới bé Kiệt mắt, đây là mẹ bé Kiệt, rồi đây tới cháu Đăng và một trẻ cháu mới chào đời nữa quý vị ha. Hai gái này. Nè một thành viên. À.
thì quý vị thấy nhà rất là khó khăn nha, nhưng mà với ngã giá 1 tỷ thì cô Út thì và cháu em gái này ché thì mẹ cháu Kiệt vẫn không bán Mino quý vị. Thì clip đến đây mình đến đây chia sẻ ha. Những câu chuyện đẹp thì đến đây mình tạm dừng. Kính chúc quý vị khán giả luôn vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Bye bye, chào tạm biệt quý vị.